Hello, hello, chào mừng các anh đã quay trở lại với kênh giải trí của shop em nha. Chỉ còn gần 20 ngày nữa là tới Tết rồi. Và tới ngày 23 thì các công ty ship sẽ không nhận giao hàng nữa. Nên các anh tranh thủ chọn cho mình một đôi giày như ý nha. Tết rồi mình cố gắng mình chọn cho mình một đôi giày xịn đi cho nó phê cả nhà ơi. Đôi đầu tiên em giới thiệu với cả nhà đây là một siêu phẩm nha. Cả tối hôm qua thì em đã mất ngủ rồi. Để em chờ ngày hôm nay em lên like cho cả nhà cái đôi giày siêu phẩm này nha. Một đôi giày tới từ một cái thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng và rất là hiếm trong cái thị trường giày cũ, giày Chuhen cả nhà ha. Một cái đôi giày siêu phẩm cả nhà ơi. Và những cái đôi trước thì em lên đôi nào hết đôi đó rồi. Em nhá cho cả hàng trước về cái mẫu giày này trước cả nhà nha. Mời cả nhà ngắm nhìn cái body, cái form dáng của em nói trước đi. Căng đét luôn cả nhà nha. Đây là màu nâu. Đôi này thì nền tông màu của nó là màu nâu. Phần lưỡi gà và phần mu nó là màu trắng nha cả nhà. Đó, và một cái miếng da vắt ngang qua hình chữ H nha cả nhà. Đó, chắc có thể là rất nhiều anh đã đoán được cái thương hiệu của đôi giày này là đôi giày hiệu gì rồi. Nhưng mà em vẫn chưa có tiết lộ nha. Em vẫn tiếp tục mời cả nhà ngắm nhìn em nói trước đi. Một cái đôi giày căng đét từ da, từ da cho tới những cái đường may này cả nhà. Đó, rồi những cái phần xử lý ở viền xung quanh này. Quá đẳng cấp. Và thật sự là khác biệt cái mũi của nó là cả nhà ha. À, bo tròn rất là đáng yêu luôn, quá đẹp cho một đôi giày tới từ thương hiệu xa xỉ. Và bây giờ là lúc em tiết lộ đôi giày tới từ thương hiệu nào rồi nha. Đôi này tới từ thương hiệu Hermes nha cả nhà. Hermes nha, cái lòng trong của em nói nha cả nhà. Hermes nè, đó. Và toàn bộ nó bằng da nha cả nhà, bằng da màu vàng bò, rất là êm ái và nhẹ nhàng. Đôi giày nè cả nhà, cái form của nó cứng ngắc luôn, không cần sushi và em nó vẫn rất là đẹp, căng đét ha. Cái đôi giày phải nói là quá đẳng cấp. Thì em cũng giới thiệu với cả nhà rất nhiều về cái đôi giày Hermes rồi, hoặc là một cái sản phẩm tới từ Hermes tại sao nó đắt rồi nha. Đó, đơn giản là cái da của nó được lựa chọn từ khi mà cái con vật đó nó từ bé là nó chăm sóc rất là kỹ. Những cái con nào mà nó đạt da nó đạt á thì nó mới đem ra nó làm sản phẩm nha cả nhà. Chứ còn những con nào mà nó không đạt tiêu chuẩn là bị loại ngay nha. Rất là đẹp và mới nha, cái gót này. Mới tinh luôn. Đế chưa mòn gì bao nhiêu hết. Quá đẹp ha. Đó, đôi này thì giá ở trên web nó đang khoảng 1.200 đô nha, chưa kể phí và ship. 1.200 đô thì tầm khoảng 27 triệu ha, 27 triệu. Đó, 27 triệu cho một mẫu giày tới từ Hermes. Những cái đôi giày tới từ Hermes đó cả nhà thì nó sẽ không có nhiều cái sự màu mè đâu. Mình sẽ không mong chờ được một cái sự đa sắc màu hoặc là nhiều cái sáng tạo trên cái đôi giày của Hermes đâu. Nó đơn giản lắm, nó cực kỳ đơn giản luôn. Nhưng mà khi mình mang lên thì lúc nào nó cũng toát lên vẻ sang trọng, lịch lãm. Nó có một cái thần thái cả nhà ha, cực kỳ sang chảnh luôn. Và mà những cái đôi giày hiệu khác á, nó sẽ không bằng. Nó sẽ không bằng nha. Một cái đôi giày này nó thiết kế rất là hay cả nhà thấy không? Màu xanh đậm này, trên một cái nền trắng, chỉ có một cái logo chữ H ở đây thôi. À, mà chủ nhân của nó đi lên thì sẽ toát lên một cái vẻ sang trọng. Đây là một cái gam màu trắng nha, rất là sang trọng và lịch lãm, quý phái. Đôi giày này thì size của em nó là một cái size phải nói là cũng thuộc dạng hiếm. Nhiều anh có dặn em nhưng mà size này thì thứ nhất là nó hiếm và thứ hai nữa là nhiều anh cũng tìm. Nên là hữu duyên anh nào nhanh tay thì còn, mà anh nào chậm tay thì em chịu thôi.
khó có cái size này lắm ha. Rồi bây giờ em sẽ tiết lộ size và giá của em nó nha. Em nó size 39 nè, và mã chốt hàng là H30. Em bán đôi này giá 8,6 triệu nha cả nhà, bằng cái số lẻ của một cái đôi giày mới thôi. Size 39 nha cả nhà, và made in Italia ha. Đó, đôi giày này tới từ hãng Hermès, cực kỳ hiếm, và cái size của nó cũng cực kỳ là hiếm luôn, nên là anh nào nhanh tay thì anh còn, chậm tay thì hết nha. Em cũng bó tay, đôi này vừa chân em chắc em để đi luôn khỏi bán, quá đẹp và đẳng cấp cho một cái đôi giày tới từ Hermès. Rồi tiếp theo gửi tới cả nhà một cái đôi giày, nhìn là cả nhà có thể đoán được nó tới từ thương hiệu nào rồi ha. Một cái đôi giày tới từ thương hiệu Bali, với cái tông màu đỏ trắng chủ đạo ha. Một cái miếng vắt ngang qua rất là đáng yêu. Cái mẫu mocha này rất là dễ mang, và nhiều anh rất là thích cái kiểu như thế này, đơn giản, nhẹ nhàng, dễ mang. À, cái mũi của nó là nhà nha, mũi này là mũi rộng nha, chứ không phải mũi ôm bo tròn đâu. Da em này có làn da màu nâu đất nha cả nhà. Đó, màu nâu đất là một cái màu cũng rất là lạ. Cái đế của nó nè, Bali nha cả nhà. Trong store ở Việt Nam á, mình cũng đang bán những cái đôi mẫu giống như này nè. Giá nó tầm khoảng 16 triệu cho một đôi như thế này nha cả nhà. Đôi này thì còn mới tinh luôn nè. Đó, màu đẹp, da cũng đẹp, lạ, đế thì mới tinh luôn cả nhà nha. Mới tinh luôn, mòn không bao nhiêu. Cấu trúc đế này thì cả nhà đi yên tâm, nó gồm những cái miếng cao su to nè. Đó, độ chịu lực và độ bền rất là cao. Đó, rất là mới luôn cả nhà nha. Mới tinh luôn. Mình mua một đôi giày mới thì bằng mình mua khoảng 5-6 đôi giày lướt như thế này rồi, tha hồ đi. Đó, cả nhà coi nè, cái lòng trong nó bằng da nè. Bali, Switzerland, sạch sẽ cực kỳ luôn nha. Và mềm ha, mềm ôm chân. Form cứng cáp nha, form cứng cáp, mềm mại. Những cái đôi này cả nhà thì việc xỏ chân và là đi rồi, và dễ xỏ lắm nha, nó mềm lắm này, dễ xỏ lắm. Rồi tới size của em nó đây, em này size 42 cả nhà nha, và mã chốt hàng là 27 H27. Em bán đôi này giá 3,2 triệu thôi, chưa bằng số lẻ của một đôi giày bán trong store nữa. Một cái màu rất là lạ luôn, quá đẹp và quá mới. Rồi, gọi tới cả nhà một cái mẫu giày loafer mới tinh, 98-99% luôn, tới từ thương hiệu Salvatore Ferragamo. Cả nhà ngắm nhìn cái body của em nó nè, form dáng nè, da nè. Đôi này 98-99% nha cả nhà. Mẫu này là mẫu tắc lệch, nhỏ nhắn, xinh xắn bên hông. Nó khác so với những cái mẫu có cái khóa logo to chà bá, thì mẫu này nó nhã nhặn hơn rất là nhiều, màu nâu đậm ha cả nhà nha. Da thì thôi rồi, quá đẹp, dạng như da hạt nữa này. Giày đôi này mới tinh luôn, mới lắm luôn. Anh nào đi Tết đôi này thì đúng là hết bài. Cả nhà ngắm nhìn cái bộ đế này, chưa mòn gì luôn đó nè. Salvatore Ferragamo ha. Và bên trên thì có cái hình móng ngựa của hãng nữa này, mới tinh. Cái chỗ này nó chống trượt cho cả nhà luôn nha, mình không cần phải dán cái miếng topi nữa đâu, mình để vậy mình đi luôn. Đây cả nhà ơi, mới tinh luôn nè, em nói là chuẩn luôn. Phía góc phía sau nè, cái màu của nó là chưa có, giống như chưa có bị ảnh hưởng gì luôn nè. Đó, phông chữ thì mới tinh, chưa bay bạc gì. Phải nói là cầm em này thôi, phê ghê luôn. Những cái mẫu như thế này thì
ở Việt Nam mình cũng đang bán đó nha cả nhà, khoảng 16 17 triệu. Những anh nào đã từng mua trong store rồi thì các anh sẽ biết cái giá trị của cái đôi giày mình mua. Mới tin luôn nha. Thì ngày hôm nay em có một cái đôi như thế này. Và cái giá của nó thì tất nhiên là mềm hơn rất là nhiều rồi, chưa bằng số lẻ của các anh mua store nữa. Em này size 39.5 nha cả nhà. Và mã chốt hàng là H23, em bán 3 triệu rưỡi cho đôi giày này thôi. Mới tin cả nhà thấy không? Cái đế nó cũng điệu luôn. Đi đôi giày này ai nói các anh mang một cái đôi giày Chu Hen ha. Quá đẹp và đẳng cấp luôn. Xứng đáng để mình mang trong cái dịp lễ Tết này rồi. Rồi em đổi gió một chút xíu qua một cái mẫu giày Tây, một cái mẫu giày Tây tới từ thương hiệu khác. Em này tới từ một cái thương hiệu của Ý luôn, Atet Tony cả nhà nha. Em mời cả nhà ngắm nhìn cái body em nói trước đi, cong vút ha, cái mũi thì ú nu. Em này màu nâu đậm luôn nha cả nhà, màu nâu đậm. Mà cái mẫu này là một cái mẫu giày dân dành cho anh em công sở văn phòng, hoặc là những anh nào mà thích mặc quần tây áo sơ mi mang em này đều ok luôn. Đó, em này có một cái vân, có một cái gân chạy bên xung quanh đôi giày này, nó ấy may xuống dưới này rất là đẹp, kiểu giống như trái tim ở cả nhà, đẹp ha, rất là đẹp, da dẻ bóng mịn. Ồ, cả nhà này, đây là em này tới từ Atet Tony nè. Và cái dòng này là dòng Black Label. Black Label là cái dòng mắc tiền nhất của hãng nha cả nhà. Made in Italia này. Đó, đây là dòng Black Label này, đắt nhất. Size em nói là size 7 1 phần 2 này. Rất là đắt luôn, một đôi giày. Giống như cái đôi giày của hãng Ferragamo á, hôm trước em có giới thiệu là cái dòng Chameza là cái dòng đắt nhất, thì của thằng Tectoni này là cái dòng Black Label đắt nhất, đế chưa mòn gì đâu. Những cái đôi này các anh đi rất là bền luôn, cực kỳ bền. Cái lòng trong nha cả nhà, nó có nguyên một cái miếng thương hiệu của hãng ở đây là Atet Tony này, Made in Italia này cả nhà, to chà bá luôn. Cái gót này mới tinh luôn nha, gót mới tinh đẹp lắm. Đôi này mà các anh mang đi làm văn phòng rồi bá cháy luôn. Cái mũi này cả nhà thấy không, em để mà nó vẫn này, cong vẫn luôn này. Rồi em này thì size của nó là tầm 41.5 tới 42 thon nha, 41.5 42 thon. Và mã chốt hàng là H29, em bán đôi này giá 2 triệu 9 nha cả nhà. Một mẫu giày tây đẳng cấp, dòng đắt tiền nhất của nhà Atet Tony. Rồi em giới thiệu với cả nhà một mẫu giày Mân Tráp, single Mân Tráp tới từ một cái thương hiệu cũng rất nổi tiếng. Nhưng mà đôi này nó có một cái sự cách tân nhẹ nhưng mà rất là hay. Cả nhà ngắm nhìn em nó trước đi, body của em nó nè, căng căng đét luôn ha, mịn màng, cái mũi thì ú na ú nành luôn nè cả nhà, ha, ú na ú nành luôn. Thời gian gần Tết em hơi bận nên em không có thời gian em lên đánh gương cho cả nhà ngắm nhìn những cái mũi đẹp như thế này. Qua Tết có thời gian rảnh thì em sẽ đánh bóng lên gương luôn cả nhà coi ha. Những cái mẫu giày đây là mẫu single mâm chát rồi cả nhà, đáng yêu lắm luôn. Cái khóa này là cái khóa của hãng Salvatore Ferragamo, cả nhà đã thấy nhiều rồi nha, khóa bằng kim loại sáng bóng luôn cả nhà thấy không, sáng bóng luôn nha, yêu lắm luôn, kiểu như khóa lệch single mâm chát mới tinh luôn nha cả nhà. Ra nè, em này giá web đắt lắm nha, loanh quanh 20 triệu, loanh quanh 20 triệu cho đôi giày này, đẹp lắm.
và rất là đơn giản. Đó, em nó chỉ có một cái miếng may vắt ngang qua ở trước mũi thôi, không có nhiều cái điểm nhấn đâu, nhưng mà thực sự là đẹp và đẳng cấp, quá đẳng cấp rồi. Cả nhà nhìn cái single mân cháp của nó này, vắt chéo xuống ha. Rồi tới điểm đặc biệt của đôi giày này cả nhà. Đó, em nó có một cái khóa lệch bên hông nữa này, mình rất là dễ mang luôn, dễ mang lắm ha. Đôi này cả nhà thấy không, cái bộ đế của nó này, đế da mà nó dày cỡ này, nó dày cỡ này này cả nhà. Em nói thiệt là không biết bao giờ nó mới hư luôn đó. Đó, và bên em đã dán cái đế miếng chống trượt rồi, đế da dày mà còn khâu như này thì thôi. Cả nhà thấy không, em này made in Italia nha cả nhà. Đây là dòng Lavoria, nó chỉ theo thua cái dòng Chameza một chút thôi, gót phía sau mới tinh này. Ê, cái chữ Savator còn mới nè. Những cái đôi này cả nhà đi thêm 10 năm nữa. Đó, form cứng ngắc luôn cả nhà nha. Gót này, cứng cáp ha. Đôi này thì tổng thể nó là một cái form giày rất là đứng đắn, chững chạc và rất là đẳng cấp. Cả nhà thấy không? Một cái mẫu giày tới từ thương hiệu Samator, single mâm cháp mà còn có khóa nữa thì rất là độc. Rồi em này size của nó là size 41 nè cả nhà, và mã chốt hàng là H24 nha. Em bán đôi này giá 2,8 triệu. Thật sự là lên chân thì cả nhà mới biết được một cái đôi giày nó đẹp như thế nào, quá đẹp. Và mẫu này là mẫu lạ nữa này, single mâm cháp có khóa hai bên hông, khóa hai bên hông nha cả nhà. Rồi em gửi tới cả nhà một cái mẫu giày khác nữa, mẫu giày Jordan. Đó, tới từ một ông chùm về Jordan, đó là Bottega rồi. Không ai nói về Jordan thì không ai qua được Bottega rồi. Những cái miếng Jordan của nó này rất là đều đẹp và chắc. Đây, mình nhìn không có cái miếng nào mà to hay nhỏ hơn hết, nó đều thẳng tắp luôn. Em này màu nâu đậm, màu nâu đậm này. Và em này cực kỳ mới luôn, 97-98% nha. Da thì siêu mềm, siêu mềm luôn. Có một cái nơ bằng da xinh xinh ở đây nữa này. Em nào thích cái dạng như thế này, thắt nơ mình cột vô để thôi, da thật nha cả nhà, mềm. Rất là đẹp. Cái đế của em nói cả nhà, mòn không bao nhiêu ha. Bottega made in Italia, đế cao su ha cả nhà nha, đế cao su mòn chưa bao nhiêu nha, mới tinh. Em nói đôi này 97%, 98%. Đây cả nhà ơi, cái lót của nó nè, da, cái chữ của nó nè, cả nhà thấy không, nét nào ra nét đó nha, khác so với những cái đôi hàng lởm á, nó lòe nhòe nhòe lắm. Có bên dưới nó có những cái lỗ nè, tháng khí nè, lòng trong là cả nhà, mới tinh, da mềm mại êm ái, tuyệt vời cho một cái đôi giày tới từ Bottega Jordan. Rồi em này size của nó là size 41 ở nhà nha, và mã chốt hàng là H8. Em bán đôi này giá 2,7 triệu, quá rẻ cho một đôi giày Mocha mà tới từ thương hiệu Bottega, mới tinh như thế này, rất là đẹp. Jordan phối với da, ôi da thật ở bên đông đẹp quá đẹp. Rồi tiếp tục gửi tới cả nhà một cái mẫu giày công sở, dành cho các anh cuối năm đi chơi, đi tất tất niên tiệc tùng này. Đó, căng đét luôn nha cả nhà, da đẻ
căng mịn luôn. Em này màu đen nha, màu đen rất là dễ mang, cầm trên tay rất là nặng. Cái mũi này cả nhà nha, một cái mũi dài kiểu dài quốc dân, dễ mang lắm, đơn giản lắm, chỉ có một cái vân đằng ở giữa cái mũi dài thôi. À, cái mũi của em đó này đáng yêu lắm luôn, mới tinh luôn, ra thì chưa có vấn đề gì, căng đét như gái 18, mịn màng ha, quá đẹp. À, dây của nó nghe cả nhà, em để bên trong. À, cả nhà, dây này có những cái lỗ khoen dễ xỏ ha, bên trong này. Rồi cái lót của nó đây, trời ơi còn nguyên này, chữ Ferragamo bóng láng, made in Italia. Cái gót của nó nè, cứng cáp nha, cứng cáp. Một đôi giày nữa tới từ thương hiệu Ferragamo. Em này đế đế da nè cả nhà nha, đế da nè, nó không dày bằng giống như con hồi nãy đâu. À, gót này mòn chưa bao nhiêu nè cả nhà, và em đã dán sẵn miếng chống trượt cho cả nhà rồi, cả nhà chỉ việc mang thôi. Mời cả nhà ngắm nhìn hai con của nhà Ferragamo nè, thấy không, con này cũng đế da khâu nè cả nhà ha, còn con này thì nó không khâu. Và đế của con bên trên single bơm chát nó dày hơn nha, đó, nó thuộc dòng cao cấp hơn. Da thì vẫn đẹp, anh nào thích mẫu nào thì chọn mẫu đó. Đôi này size của em nó là size bên trong là size 8 nè cả nhà nha, size 8 là 42, nhưng mà 42 đi sẽ không vừa đâu. Đôi này anh nào chân 41 hoặc 41 5 thon thôi, cái form của nó là form thon nha cả nhà, chân bè đi không được đâu đấy. Anh nào chân thon 41 hoặc 41 5 đi sẽ đẹp. Và mã chốt hàng là H21. Em bán đôi này giá 2,6 triệu thôi. À, dây em để đây, anh nào mua em xỏ sau. Rất đẹp nha, một mẫu giày cho các anh đi party cuối năm, quá đẳng cấp. Em gửi tới cả nhà một mẫu giày Mocha tới từ nhà Prada nữa. Mẫu này thì đẹp thì miễn bàn rồi ha. Nói chung là em về mẫu nào của Prada mà mẫu này là em bán mẫu đó, mà em bán đôi đó. Nên là các anh nào mà đã chót chậm những cái chuyến tàu trước thì nay em về được một đôi nữa, các anh chọn nhanh nha, inbox cho em sớm. Mẫu này thì miễn bàn là quá đẹp. Và em nắm là màu xanh nha cả nhà, màu xanh navy nha. Và da ta gai nha, da ta gai em giới thiệu nhiều rồi. Da ta gai nó sẽ chống xước, chống chảy tốt hơn, mắc hơn da trơn bình thường và những cái loại da khác. Đôi này thì căng đét quá đẹp, không có chảy xước gì luôn nha cả nhà. Mẫu này thì các anh chỉ việc lên chân thôi chứ còn gì nữa đâu để nói nữa. Prada, mẫu này on web vẫn đang bán tầm 16 triệu. Đó, cái mũi của nó này không quá to cũng không quá nhỏ, cắt vuông vuông, đẹp lắm cả nhà ơi, thật sự là lên chân rất là đẹp. Cái lót của em nói này cả nhà, Prada gót đẹp đẽ sạch sẽ. Đôi này còn 97% ha, mới tinh, da còn nguyên, lót lòng quá đẹp ha. Em này size 7 nè, size 7 là 41 ha cả nhà, size 7 là tương đương 41 và mã chốt hàng là H26. Em bán đôi này giá 2,9 triệu nha, 2,9 triệu, màu xanh navy. Cả nhà có thể ngắm nhìn hai mẫu giày Mocha của hai thương hiệu lớn, một em Bottega màu nâu và một em Prada màu xanh navy. Mỗi em có một cái nét đẹp riêng nha, và đều là size 41 hết. Anh nào thích mẫu nào thì nhắn em, thích cả hai thì em sẽ fit giá tốt.
quá đẹp. Rồi tiếp tục là một mẫu mocha khóa lạch tới từ nhà Ferragamo. À, nhà thấy không, chữ Ferragamo nè, bên cái khóa lạch của nó nè, đấy sắc sảo lắm nha. Và bên đây là một cái miếng da vắt ngang qua. Rồi vậy thôi, rất là đẹp, da mịn màng căng đét. Em này màu đen ha, màu đen. Một cái mẫu mocha cũng rất là hay ha. Em này thì có thêm may thêm một cái đường da ở bên hông. Cái này là may thêm nha cả nhà, may thêm một cái lớp da nha, chứ không phải cái đường chỉ không đâu. Một cái lớp da để nó bảo vệ cái phía sau gót á, cho nó chắc chắn. May được tới đây. Xem nó to nè, cái bộ đế này thì mình thấy nhiều rồi nè. Đó, mới tinh luôn nha, chưa có mòn gì hết trơn nè. Cực kỳ mới luôn. Nhìn cái đế là biết rồi. À, lòng trong người em nói nha cả nhà, sạch sẽ ha, đẹp đẽ. Có điều em này size nó hơi to, size 10 này là tương đương với size 44 nên là em bán rẻ đôi này giá 1.800.000 thôi cho các anh chân to. Và mã chốt hàng là H25 ha cả nhà, anh nào hàng to thì nhắn cho em. Nhưng anh hàng to với anh hàng bé thì rất là hiếm hàng, nên là nếu mà có thì các anh tranh thủ chốt giùm em nha. Rồi giới thiệu với cả nhà một cái mẫu giày loafer rất là ấn tượng. Và cái da của em nó màu bò. Rồi thêm cái khóa màu vàng nữa nè cả nhà. Yêu lắm luôn thiệt. Lên chân thì chắc chắn là phải nổi rồi. Nhưng mà kiểu là sang nha, sang trọng, nhưng không phải là nổi theo kiểu lè lẹt nha cả nhà. Một cái mẫu giày loafer thì nó là bán cũng rất là chạy của nhà Salvatore nè. Đôi này cái màu của nó em thấy rất là đẹp, sáng, màu bò, da thì quá đẹp rồi. Rồi thêm cái một cái miếng lắc kê vàng ở đây nè, đẹp lắm luôn cả nhà. À, sắc sảo kinh khủng, da thì căng đét. Những cái mẫu như thế này á, hiếm lắm nha cả nhà. Em có rất là nhiều cái mẫu khóa như thế này nhưng mà nó là màu đen hoặc là màu khác, chứ cái màu bò như này nó hơi hiếm. Đẹp lắm. Em này cái bộ đế của nó cũng là một cái rất là độc đó. Loafer nhưng mà dạng như là đế mỏng nha, không có dày đâu. Đế mỏng và nó bằng đế da nha cả nhà. Đế da có thêm cao su nha. Xem nó to này, chưa mòn gì bao nhiêu hết. Nguyên zin, made in Italia. Được may hết rồi nè cả nhà. May hết rồi. Nên là mình cứ thế là mình đi thôi. Em nói thật, những cái đôi giày mà đế da rồi may rồi thì thôi, bao đi vài năm. Ôi, lòng trong em nói này cả nhà ơi, rất là đẹp luôn nha. Đẹp, sáng bóng luôn. Bóng lưỡng luôn. Một mẫu giày loafer tuyệt vời và cực kỳ hiếm. Rồi đôi này thì size của em nó là size 42 nha cả nhà, và mã chốt hàng là H5. Em bán đôi này giá 3.900.000, 3.900.000 cho một mẫu giày có cái nền da nâu bò và một cái khóa màu vàng sang chảnh. Rồi cuối cùng gửi tới cả nhà một siêu phẩm nữa, tới từ nhà LV.
một đôi loafer LV da bóng, một đôi da bóng màu đen, logo của LV nhỏ nhỏ ở giữa. Em này thì cái logo của nó nhỏ vừa vặn, xinh xắn thôi, nó không giống như những đôi Monte to hoành tráng. À, những anh nào thích cái dạng mà nhỏ nhỏ xinh xinh chọn mẫu này ok, da bóng nha cả nhà, da bóng. À, hai bên hông nó còn những cái có hai cái miếng kim loại LV nữa nè cả nhà. À, nhìn bên hông cũng thấy cái sự đẳng cấp rồi, rất là đẹp nha. Cái đế của em nói là cả nhà, đế da khâu ha, đế da khâu made in Italia này, và em đã dán sẵn những miếng chống trượt cho cả nhà rồi, cả nhà chỉ việc đi thôi ha, không cần phải làm gì thêm. Louis Vuitton Lodzin này, Louis Vuitton Paris, đẹp đẽ sạch sẽ nha, các anh chỉ việc xỏ chân và đi thôi. Những cái đôi giày này form dáng của nó thì chuẩn rồi, không cần phải bàn gì nhiều hết, quá đẹp ha. Rồi cái chữ LV bên hông này chắc chủ cũ bị đá cho đâu nè, nó bị móp móp một chút xíu ha, nhưng mà không ảnh hưởng gì nhiều đâu cả nhà. Đôi này tại vì nó là cái họa tiết nhỏ thôi, đôi này size của em nó là 42 nhé, và mã chốt hàng là H22. Em bán đôi này giá 4,6 triệu thôi, 4,6 triệu cho một cái đôi giày loafer LV da bóng tuyệt đẹp. Hôm nay em đã giới thiệu rất nhiều siêu phẩm cho cả nhà rồi nha, cả nhà nhanh nhanh chọn cho mình một đôi giày để kịp ship nha cả nhà. Em tư vấn kỹ size rồi, anh nào cần thì em sẽ tư vấn thêm cho chắc chắn. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo ạ.